thì sau đây là một số cái cảnh báo mà Út Ly muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Đó chính là khi mình sử dụng những cái nguồn điện như thế này tầm thấp thì mình phải hạn chế, mình không nên để những cái dây điện mình lòn xuống ổ điện như thế này. Thì một số thành viên giống như là trong gia đình á, thì sử dụng quen cái mình sử dụng mình để sạc điện thoại như thế này nè mọi người, thì mình quên mình ghi ổ điện thấp tầm thấp như thế này, thì mình để những cạnh những cái chiếc quạt như thế này thì trẻ em và những cái đứa trẻ nhỏ thì nó không biết, thì nó dẫn đến là nó sẽ ghim điện vào trong ổ điện như thế này thì cực kỳ là nguy hiểm. Thì trẻ tự tiếp xúc trực tiếp từ cái nguồn điện luôn, người xem nó rất là nguy hiểm, từ cái chui điện như thế này mà trẻ em mà ghim vô thì cực kỳ là nguy hiểm. Là mình hôm nay là mình nhắc nhở, mình khuyên mọi người là khi sử dụng xong những cái nguồn điện như thế này thì tuyệt đối là mình đến đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ trong gia đình, mình nên rút ổ điện ra và sau đó là mình sẽ dẹp những cái chiếc quạt này vào những một góc nào đó và dẹp những con điện như thế này luôn để tránh cho trẻ tự ý để mà ghim điện vào thì sẽ mất an toàn về điện nha. Còn bây giờ thì Út Lê xin mời mọi người tiếp tục xem một cái trường hợp thứ hai, một lần cảnh báo mọi người, đó là những cái sử dụng những chiếc quạt treo tường ở tầm thấp như thế nào. Hai đứa con gọi điện thoại nha, nói không nhà nghe đi bò nghe em đi trả đi bò nó đây là nó để thầy đi xíu đi đi lại ngồi có điện thoại đi. Thì vừa qua là Út Lê vừa cho mọi người xem đó là hai trường hợp cảnh báo, nghĩa là trường hợp thứ hai này cực kỳ nguy hiểm nha mọi người. Mình con trẻ trong gia đình mình phải thường xuyên mình mắt mình nó luôn theo dõi nó, không để cho trẻ tự ý chơi hoặc là gần gũi một mình kế những cái dòng điện thấp như thế này và tự ý bắt mở quạt, cực kỳ là nguy hiểm nha mọi người. Những cái chiếc quạt treo tường Senco hoặc là những chiếc quạt treo tường thường thì nó tầm thấp ở trong phòng á, cực kỳ nguy hiểm. Mình phải tuyệt đối mình phải để chắc lên trên ổ điện như thế này là không cho cắt liên. Tuyệt đối với trẻ và những cái dây quạt như thế này mình phải để lên trên luôn, tuyệt đối là không cho trẻ với tay tới để mà lấy và làm kim điện vô những cấu điện như thế này, cực kỳ là nguy hiểm. Vâng, thì Út Lê vừa chia sẻ mọi người đó là hai trường hợp đặc biệt lưu ý, hy vọng nó sẽ hữu ích và tốt cho con em trẻ cho mọi người, và luôn chúc mọi người luôn về sức khỏe.
và có những con em thật là ngoan và thật là dễ thương nha. Tạm biệt mọi người, bye bye.